Từ đầu năm 2024 đến nay, tình trạng tăng giá cước vận tải biển, ung tắc tại một số cảng châu Á và thiếu container rỗng đã có tác động nghiêm trọng, ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế. Đứng trước tình thế này, các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam đã có những cách ứng phó khác nhau để hạn chế tối đa rủi ro. Trong đó, doanh nghiệp quay lại đàm phán với khách hàng trong giai đoạn này mong muốn làm FOB, một điều khoản giao hàng được sử dụng rộng rãi trong mua bán hàng hóa quốc tế. Theo đó, người bán hàng hoàn toàn trách nhiệm khi hàng đã được xếp lên bon tàu tại cảng xếp. Hiện giá cước vận chuyển container từ châu Á đến bờ Tây của Mỹ đang ở mức cao nhất trong năm với 7.300 đô la Mỹ đến gần 8.000 đô la Mỹ cho mỗi container 40 feet. Doanh nghiệp xuất nhập khẩu và hiệp hội chủ động xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó để giảm thiểu nguy cơ rủi ro tổn thất bộ công thương cũng đã khuyến nghị doanh nghiệp xây dựng kế hoạch sản xuất kế hoạch vận chuyển kế hoạch xuất nhập khẩu hàng hóa làm cơ sở ký kết hợp đồng dài hạn với hãng tàu giảm thiểu tối đa tác động của giá cước phụ phí